Thưa quý vị và các bạn, đường tỉnh 920C đi qua địa bàn phường Phước Thới, quận Ô Môn tuy chỉ có gần 2,5 km nhưng luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông và là điểm đen về tai nạn giao thông. Nguyên nhân chính là do tuyến đường này có nhiều phương tiện lưu thông nhưng lại xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng, đường không được kẻ vẽ tim đường, làn đường. Để khắc phục tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đã triển khai việc khắc phục điểm đen trên đường tỉnh này. Với kinh phí gần 10 tỷ đồng, Sở Giao thông Vận tải tiến hành nâng cấp mở rộng và thảm nhựa toàn tuyến, xử lý hệ thống thoát nước, đồng thời bổ sung lắp đặt lại hệ thống biển báo, kẻ vẽ lại tim đường, làn đường. Sau hơn một tháng tập trung nâng cấp tu sửa, đến nay mặt đường đã êm thuận, giao thông đi lại an toàn. Tôi là tài xế chạy tuyến đường vô khu công nghiệp Phước Thế, nhà máy xi măng Tây Đô hàng ngày. Nay tuyến đường này lúc trước thì nó hư nhiều, tai nạn cũng khó chở cho anh em tài xế chạy. Hơi khó khăn, nay được Sở Giao thông sửa đường xá rồi sạch sẽ, mấy em chạy đường thuận tiện hơn. Đường nó sạch sẽ hơn, nó không còn ổ gà. Mình chạy xe máy rồi nhiều khi nó ổ gà nó văng nước, ướt người mình, đi nó lại nó an toàn hơn nhiều. Tết nguyên đáng, thì nói chung mình làm cái đường này thì nói chung dân rất là phải nói là rất là đồng tình và vui vẻ. Có con đường khang trang như gì thì cũng phải là đảm bảo bảo vệ, nhắc dân. Làm sao đó là cũng đừng có, một là cái cảnh quan môi trường đừng có lấn chiếm vào mình lan. Thứ hai là phải làm sạch sẽ cho đoạn đường, cho cảnh quan nó đẹp. Tuy chỉ có gần 2,5 km, nhưng trên tuyến đường tỉnh 920C có đến 20 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh với khoảng 50 xe tải hoạt động vận chuyển hàng hóa qua lại hàng ngày. Trước đây, do đường xuống cấp, không có hệ thống thoát nước, cho nên thường hay ngập vào mùa mưa bão, triều cường, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra. Trong năm 2020 và 2021, tuyến đường này đã xảy ra 50 vụ va quẹt tai nạn làm chết và bị thương 20 người. Sở Giao thông Vận tải đã sử dụng cái nguồn vốn là quỹ bảo trì đường, nguồn vốn bảo trì đường bộ để nâng cấp các tuyến đường này, thì thảm bê tông nhựa toàn tuyến, kết hợp với Ủy ban nhân dân quận Ô Môn thì vận động tuyên truyền người dân thì không được xây dựng lấn chiếm hành lang và đấu nối trái phép để làm cho mặt đường hư hỏng. Đơn vị thi công là cũng triển khai các công việc của Sở Giao thông, các công trình mà trúng thầu được của Sở Giao thông á, là cũng đang triển khai quyết liệt để đảm bảo được tiến độ cũng như chất lượng và mỹ quan của công trình theo đúng tiến độ đề ra của hợp đồng. Đường hoàn thành, khắc phục được tình trạng điểm đen, điểm phức tạp về giao thông, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa được an toàn hơn. Đây thực sự là niềm vui của người tham gia giao thông và đối với người dân sinh sống cặp theo đường tỉnh 920C.